Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình hôm nay, trong mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự cần xác định rõ mốc giới của gia đình ông Đào Thanh Sơn tại ấp Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang để thực hiện chủ trương làm đường, xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo đơn thư công dân Tạ Minh Hậu thường trú tại ấp Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang phản ánh, đoạn đường ngõ xóm nơi gia đình ông dài hơn 100 mét được đầu tư kinh phí để thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Trong khi nhiều nơi người dân tự nguyện hiến đất làm đường, thì tại đoạn ngõ xóm nhà ông, hộ ông Đào Thanh Sơn đã xây nhà trên đường thoát nước của xóm và lấn ra đất công làm con đường bị hẹp lại. Để tránh tình trạng nước thải không thể tiêu thoát gây mất vệ sinh, từ đó là mất đoàn kết trong làng xóm, công dân đề nghị chính quyền địa phương xác định rõ mốc giới đất của hộ gia đình ông Sơn, đảm bảo sự công khai, minh bạch, thông qua đó để người dân nắm bắt chính xác diện tích mốc giới của gia đình ông Sơn để giám sát, tiếp tục thi công đường. Thể theo nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của công dân, cũng như vì lợi ích của cộng đồng, ngày 9 tháng 3 năm 2023, nhóm phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương tìm hiểu và xác minh vụ việc. Tại Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, tiếp và làm việc với nhóm phóng viên có các ông bà đại diện lãnh đạo địa phương và trưởng phó ấp Bá Khê. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tấn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến cho biết, sau khi nhận được đơn đề nghị của công dân về việc gia đình ông Sơn xây nhà lấn chiếm ngõ đi của ngõ xóm, Ủy ban nhân dân xã đã mời công dân đến làm việc và có biên bản làm việc giữa các hộ. Biên bản ghi rõ, ông Hậu, người làm đơn đề nghị chính quyền địa phương làm rõ mốc giới đất. Ông Sơn cam kết sau này xây dựng lại công trình sẽ mời chính quyền địa phương đến đo đạc lại mốc giới. Trường hợp nhân dân trong ngõ xóm không nhất trí thì thuê công ty đo đạc về đo. Nếu gia đình sử dụng thừa đất thì sẽ phá tường trả lại đất ngõ xóm. Xác minh đơn thư công dân tại thực địa. Theo bản đồ quản lý đất đai của địa phương đo đạc năm 1999 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Sơn được cấp năm 2006, mảnh đất có chiều dài mặt đường là 5,35m. Khi đo thực tế, gia đình ông Sơn đang sử dụng là 5m60. 5m60? 5m60 à? Thế là trên sổ đỏ thì này 5m35. Như vậy, gia đình ông Sơn đang sử dụng thừa 25cm theo chiều dài mặt đường. Cả một con đường này đi vào sâu gọi là trong hai thôn để vận chuyển đi lại. Đường này nó ở đầu ngõ, nó không được rộng hơn cái việc thấy bóp vào chúng tôi có cái để đã ý kiến thôi. Chính đồng phải bảo phải là mâu thuẫn mà làm việc này. Sau khi đo đạc, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lãnh đạo ấp Bá Khê và sự tham gia của nguyên đơn, bị đơn, ông Sơn đã thừa nhận diện tích của gia đình ông đang sử dụng thừa so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2006. Nhà nước yêu cầu phá tôi phá. Lăn vòng là nửa tháng nữa đất không gây phiền hà cho rất thật. Thưa quý vị và các bạn, từ những diễn biến ở ngõ xóm thuộc ấp Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới ở đây chưa được coi trọng đúng mức, đặc biệt là công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, do có sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự việc đã và đang được giải quyết theo hướng thấu tình đạt lý. Công dân bị phản ánh lấn chiếm đất ngõ đi chung đã khẳng định sẽ phá bức tường trên phần đất đã lấn chiếm để trả lại ngõ xóm. Rất mong việc làm trên sẽ được gia đình ông Sơn và chính quyền xã Tân Tiến sớm thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau. Đơn thư công dân Vũ Mạnh Hưng, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Đặng Đình Ca, Phạm Văn Đông, xã Nguyên Hòa, huyện Củ Cừ. Đơn thư công dân Trần Thị Nhung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn thư một số công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc. Đơn thư công dân Bùi Văn Báo, Phạm Hoài Bắc, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Đơn thư công dân Trần Văn Thục và một số công dân khác ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Đơn thư công dân Lưu Văn Thuật, Nguyễn Bá Bình, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ.
Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.